tiểu học Lê Hiếu đến với hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm học 2021-2022. Đầu tiên em xin gửi đến quý đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh lời chúc tốt đẹp nhất. Đến với hội thi hôm nay, em xin giới thiệu quyển sách Không Gia Đình, với mong muốn khi các bạn đọc quyển sách này, các bạn vừa thấy hứng thú, vừa đọc được những điều bổ ích, rút ra những điều tốt đẹp nên theo những hạn chế nên tránh trong việc tu dưỡng rèn luyện bản thân mình. Tựa đề Không Gia Đình mang đến cảm giác buồn, cô đơn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hơn cả việc khắc hạnh cho một đứa trẻ không gia đình, hơn cả việc phiêu lưu đầy thú vị và nước mắt, quyển sách mang đến cho bạn những cảm nhận để cùng nhìn nhận về cuộc sống, về giá trị sống. Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Tuy vậy, cho đến năm lên 8, tôi vẫn tưởng tôi có mẹ như mọi đứa trẻ khác. Vì mỗi khi tôi khóc, luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, âu yếm vuông, khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy. Đó là lời thì thầm của cậu bé Genmi. Một lời thì thầm ngây thơ hồn nhiên trong sáng, nhưng chất chứa nhiều niềm khát khao yêu thương. Và đó cũng là lời tâm sự của cô bé Genmi, mở đầu cho quyển sách Không Gia Đình của nhà văn pháp Estomalo do xuất bản Kim Đồng in và nộp lưu trữ tháng 7 năm 2012 của dịch giả giáo sư nhà giáo nhân dân Huỳnh Lý. Không Gia Đình kể về một cậu bé không họ hàng thân thích, đi theo đàn xiếc rồi lưu lạc khắp nước Pháp, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Jamie lớn lên trong gian khổ, em đã đụng mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, nơi lừa đảo, nơi sát thương. Em đã lao mà động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải qua đạo đức. Cụ Vitaly về sau tự lập không những lo cho mình, còn bám đạo đến việc biểu diễn và sinh sống của một gánh hát công. Có khi em và cả đàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Cũng có khi em suýt chết kiết. Cũng có khi em bị lục ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Có lúc em bị mất ăn, nhưng có lúc em được nuôi nắng đàng hoàng ấm no. Nhưng dù ở đâu, Jamie vẫn luôn giữ cho mình được lập tốt, không giới trá, chan gạo, nhớ hơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Với độ dày 700 trang in trên khổ giấy 13x19cm, quyển sách thể hiện 42 câu chuyện nhỏ, đó là con số không hề ít. Có thể rất nhiều bạn cũng không đủ kiên nhẫn để đọc hết quyển sách, bởi nó không như truyện tranh, không có những nhân vật nào phong độ, tài năng sáng chói, gia thế hiển hách, ngoại hình ưa nhìn. Chỉ có một cậu bé hiền lành với hoàn cảnh khó khăn, phải đối mặt với những nghiệt ngã của cuộc sống. Đối với câu chuyện tình tiết, nhiều tuyến nhân vật đang xen, hắt rồi mở, mở rồi đưa những nhân vật vào nút thắt mới. Estomalo đã khiến mọi người trải qua mọi tâm trạng theo từng câu chữ, từng trang sách. Có sự thích thú, có chút hồi hộp, có những giọt nước mắt đau lòng thương xót, có những tuyệt vọng muốn hóa thân thành bột để cho cuộc sống của Jamie trở nên hạnh phúc như mọi đứa trẻ khác đang có, và không thể quên những bất ngờ, những nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng hạnh phúc của tình bạn, tình yêu đã đến bù đắp cho những đau khổ mất mát mà Jamie đã phải chịu đựng. Ông bà ta thường bảo ở hiền gặp lành, đúng vậy, sự lành chỉ đến với những người không đầu hàng số phận, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tuổi thơ của mình không trải nghiệm thú vị như cậu bé Jamie, mình chỉ biết cuộc sống và những trang sách, những người bạn qua mái trường. Còn Jamie thì sao? Cậu viết những trải nghiệm chân thật của bản thân, thực tiễn đã dạy cho cậu những kiến thức và kinh nghiệm sống. Sát cánh bên cậu là người thầy và những người bạn tốt bụng đáng yêu trong lớp xếp. Lớp học của Jamie không bó hẹp trong không gian, mà đó là cuộc sống, là thế giới đầy rẫy những thử thách khó khăn của những đứa trẻ còn khờ dại. Chính những khắc nghĩa đó đã dạy cho cậu về tình người, tình nghĩa, tình bạn, tình yêu. Khi đọc quyển sách Không Gia Đình đã khiến mình hiểu ra nhiều điều và hối hận biết bao. Vì những lúc nghĩ xấu về mẹ, những lúc nỉnh nỉ làm phiền bố, những lúc nghịch ngợm nói xấu bạn bè, và những lúc án trách thầy cô không công bằng,
Còn các bạn thì sao? Mình chỉ hy vọng những chuyện sách này có thể làm thức tỉnh những bạn còn ham chơi, còn thói hư tật xấu, đang lãng phí thời gian, đang làm phiền đồng bố mẹ thầy cô. Để tìm điểm sách này, xin mời các bạn đến nhà sách Hậu Giang, hoặc đến trang 1 kể chuyện cùng nghe, hoặc đến thư viện trường tiểu học Lê Hiếu. Chúng mình sẵn lòng phục vụ các bạn. Phần tuyên truyền giới thiệu sách đến đây là hết. Xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy, quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh luôn mạnh khỏe, có một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.